Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái công nghệ. Mình là Amin Kha đây. Như yêu cầu của các bạn luôn, đó chính là về việc mình đã có hai chiếc máy Realme Q5 Pro và Realme GT Neo 2 ngày hôm nay để làm video so sánh cho các bạn đây. Thì đối với là cái video này thật sự rằng là một cái video bóc trần sự thật về hai em này. Vì cơ bản rằng là nó giống hoàn toàn nhau về mặt thiết kế. Cạnh trên cũng giống, cạnh dưới cũng giống, cạnh trái cũng giống, cạnh phải cũng giống, cạnh mặt trước cũng giống. Nói chung là nó giống tất tần tật 100% về mặt thiết kế. Ở đây các bạn có thể thấy này. Đấy, module camera nó cũng sẽ có một cái form thiết kế tương tự, chỉ khác là nó thêm một vài họa tiết dạng là caro ở trên cái chiếc Realme Q5 Pro thôi. Mặt lưng cũng thế. Và cũng có một cái điểm bị cắt giảm trên cái chiếc Realme Q5 Pro này, đó chính là về việc mặt lưng của em này nó là từ nhựa thay vì nó làm từ kính như là Realme GT Neo 2. Đây là cái điểm duy nhất mình thấy là nó có khác biệt về mặt thiết kế thôi. Về phần màn hình thì sao? Màn hình của hai em này nó cũng giống y chang nhau. Thứ nhất là về chất lượng thấp nền, về độ sáng cũng 1300 nits, cũng 120Hz, cũng camera selfie có độ phân giải là 16 megapixel và viền cũng không mỏng hơn, kích thước y chang, không bé hơn, không to hơn. Như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng là Realme Q5 Pro là phiên bản thay đi lớp áo nhẹ một tí, thêm một vài họa tiết của cái chiếc Realme GT Neo 2. Về hiệu năng thì cùng đều là con chip Snapdragon 870. Được cái đối với Realme thì cũng có sẵn tiếng Việt để chúng ta sử dụng rồi. Ở đây thì mình sẽ nói thêm một tí về phần giao diện người dùng Realme UI so với lại MIUI. Đó chính là về việc nhiều bạn sẽ bảo rằng là Realme thì nó ít trom, nó không có vật vạch được như là bên Xiaomi. Thì điều này mình công nhận. Tuy nhiên thì nói về cái mức độ ổn định rồi là sử dụng lâu dài thì sao, khi mà chúng ta đến một cái mức tuổi nào đó chúng ta không còn quá là ham về cái vấn đề là vọc vạch nữa, mà thay vào đó là muốn có một cái chiếc điện thoại nó ổn định, nó không lỗi vặt để mà mình có thể sử dụng tập trung vào công việc, hỗ trợ trong công việc, thì rõ ràng Realme nó sẽ là một cái sự lựa chọn được đặt lên hàng đầu thay vì là Xiaomi. Xiaomi để mà kiểu nói theo việc là muốn vọc vạch nó giống như là kiểu chống chế thời điểm hiện tại vậy. Tất nhiên là nhu cầu của mỗi người là khác nhau. Nhiều bạn ở đây vẫn thích vọc vạch, vẫn thích tìm tòi thì đó là cái nhu cầu của các bạn rồi. Tuy nhiên thì đối với mình xét theo gọi là cái nhu cầu của người dùng phổ thông bây giờ, muốn mua một cái chiếc máy về ổn định để chơi game, ổn định để mà phục vụ cho cái công việc của mình, thì rõ ràng là một cái chiếc điện thoại đến từ Realme nó sẽ cho ra một cái trải nghiệm an tâm hơn nhiều. Không có vọc vạch, không có chờ đợi roam quốc tế như là trên những cái chiếc máy đến từ Xiaomi. Xiaomi thì không có tiếng Việt rồi, còn con này về chỉ cần setup tiếng Việt là xong. Đấy, rất đơn giản là như thế. Về cái mức độ chính xác của định vị thì mình thấy rằng là Realme thì định vị cũng ok. Tất nhiên nhiều trường hợp thì nó sẽ hơi bị loằng ngoằng một tí, nhưng mà rõ ràng là trong cái điều kiện thực tế phổ thông bình thường thì mình có thử test thì mình thấy là nó vẫn cho ra một cái kết quả rất là chính xác. Đó, và khi mà chúng ta sử dụng app Google Maps rồi thì đây không phải là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải lo nữa. Tất nhiên là thi thoảng nó vẫn loạn, và iPhone của mình nó cũng thế mà. Nhiều lúc lên phố cổ thì không hiểu tại sao nó lại chỉ theo kiểu là ngược đường các bạn à. Mình đang xoay lại đúng đường rồi mà nó cứ chỉ là kiểu đang đi ngược hướng. Thì điều này nó là một cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là đôi khi nó là do cái cảm biến định vị của một cái chiếc smartphone thôi, chứ không hẳn là do cái ROM nội địa này mà nó khiến cho cái phần Google Maps nó bị sai lệch đi. Đấy, kèm với đó là gì? Về cái khoảng độ trễ thông báo thì Realme mình thấy rằng là cái khả năng thông báo của nó vẫn khá là tốt. Tất nhiên chúng ta biết rằng là tại vì nó không có cho những cái app chạy nền nhiều, thành ra là việc mà cái app nó không có được chạy nền nên là khi có thông báo đến nó cũng sẽ không có thông báo được. Thì delay là một điểm mà mình nghĩ rằng là kể cả Xiaomi cũng gặp mà Realme cũng gặp. Đấy, đôi khi các bạn sử dụng thì các bạn cũng nên hạn chế là xóa đa nhiệm đi, vì mặc định cơ bản là cả hai con này đều có phiên bản option là 8GB RAM hết rồi. Nếu mà xét ở trong cùng phân khúc giá, thậm chí rằng là Realme Q5 Pro đang có mức giá cao hơn khoảng 200.000 đồng so với lại cái chiếc Realme GT Neo 2 này cơ. Nếu như mà xét cùng bộ nhớ 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong tại điện thoại, hay các bạn có thể là tham khảo bằng cách là kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo nhé. Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Hiệu năng của Realme GT Neo 2 ở thời điểm hiện tại là ổn định hơn và nó cho ra trải nghiệm mượt mà hơn so với lại Realme Q5 Pro. Đấy, cho nên là thành ra cũng là một điểm để chúng ta cần phải phân vân, chứ rõ ràng rồi, cùng một con chip nhưng mà trải nghiệm nó lại cho ra khác nhau. Và nếu đợi để Realme cập nhật cho cái chiếc Realme Q5 Pro này thì đến bao giờ mới cập nhật? Kiểu khả năng cao nó vẫn sẽ có một cái phiên bản cập nhật để nó khắc phục được cái vấn đề này trong tương lai, nhưng mà bao lâu thì có, các bạn phải sống chung với lại cái vấn đề này là trong vòng bao lâu.
Thì đó mới là một cái điều mà mình cực kỳ là quan ngại về cái việc là liệu con chiếc Snapdragon 870 này nó không còn bị báo hiệu năng trên cái chiếc Realme Q5 Pro nữa hay không. Về phần camera thì thôi, giống y chang nhau, không khác một thứ gì cả. Các bạn có thể thấy là bằng hình ảnh của mình, mình chụp là mình chụp điều kiện trong phòng và thiếu sáng cực kỳ các bạn nhé. Thế nhưng mà lên ảnh một phát là thấy ngay là y như là trong một cái điều kiện mà có ánh sáng đầy đủ vậy các bạn ạ. Màu sắc tươi và chi tiết là cực kỳ tốt. Về cái khoản này thì chắc chắn là Realme gọi là bá chủ trong cái phân khúc giá này rồi. Vì ngoài nó có một cái cảm biến tốt ra thì nó còn có thêm một cái phần mềm để hỗ trợ cực kỳ là sát sao nữa và chuẩn nữa. Đây là một cái kinh nghiệm mà mình nghĩ rằng là Realme đã được thừa hưởng từ Oppo, nên các bạn sẽ yên tâm hơn rất nhiều so với lại là một cái chiếc máy đến từ Xiaomi. Xiaomi bây giờ mà những cái chiếc máy mới mà chạm lấy nét và chủ thể mà nó lại làm tối đi cơ mà, đấy là một điều rất là khó hiểu luôn. Chứ còn nói về Realme thì camera nó sẽ yên tâm hơn rất nhiều, thu âm cái thứ này kia nữa. Và cả hai chiếc máy này nếu như mà đặt chung một cái bàn cân như thế thì mình thấy rằng là chất lượng gần như là y chang nhau, không có sự khác biệt gì ở đây cả. Loa kép thì hai em này cũng đều có, tại vì vị trí đặt loa nó cũng giống y chang nhau, không có một cái gì khác biệt về cái form thiết kế này cả. Trời ơi, nó giống gọi là 1910 luôn chứ không phải là đùa đâu. Thực ra là 1910 ở đây là tại vì sao mình gọi là chiến, tại vì con này nó đã thay kính thành nhựa mà thêm những cái họa tiết nữa, nên là chỉ còn 9 thôi chứ chưa được 10 như là em Realme CT Neo 2 này. Đấy, giảm, bị cắt giảm đi mà đúng không nào. Đấy, còn về phần pin thì pin cùng dung lượng 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh sẽ là 65 và 80W. Như vậy thì rõ ràng là về cái khoản này mình thấy rằng là cái sự chênh lệch nó cũng không hẳn quá là đáng kể đâu. Và rõ ràng là cũng không đáng để chúng ta phải đánh đổi giữa công suất sạc 65W để lấy sạc 80, trong khi em này mặt lưng nhựa, rồi là hiệu năng chưa ổn định ở thời điểm hiện tại. Đấy, thì đó là những điểm mà mình thấy rằng là rõ ràng là hai con này nó là giống y chang nhau rồi. Nên có so sánh đi chăng nữa, các bạn có lỡ mua nhầm con nào nữa thì nó cũng là một điều hiển nhiên rất là bình thường, và nó cũng sẽ không có gì đó gọi là quá là thua thiệt đâu. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà tính hơn thua thì con Realme GT Neo 2 này mình sẽ đánh giá cao hơn. Tại vì mình nghĩ rằng là cũng không cần phải có sạc lên tới 80W để làm gì. Thay vào đó mình có một cái mặt lưng kính, một hiệu năng ổn định hơn, camera vẫn tốt, vẫn được lên Realme UI 3.0 rồi. Con này được lên rồi. Đấy, thì rõ ràng là có gì đâu để mà lo nữa đúng không nào. Vậy còn các bạn nghĩ sao về cả hai chiếc máy này? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.